Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Con rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Và một lần đến chùa, con đều không bận tâm hay suy nghĩ gì, nên con muốn hỏi thầy. Ba chấm. Bây giờ con muốn xuất gia thì cần những gì ạ? Ba chấm. Trang bị thế nào cho đủ và đúng nhất ạ? Sơn Tây ngày 24 tháng 9 năm 2017. Bạn nói rằng có một bạn nói rằng rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Không khí ở đây tức là chắc là cảnh quan của chùa, thích ở trong một cái bầu không khí thoáng đãng yên tĩnh, không gian trong không gian một ngôi chùa, và rất thích để nghiên cứu về tri thức của Phật giáo. Bạn này nói rằng mỗi lần đến chùa thì tâm đều không có bận tâm hay là suy nghĩ những cái điều gì. Và bây giờ nói là hỏi là bây giờ muốn xuất gia thì phải cần những gì, cần cái tâm chân thành, cần cái tâm gì kiên cố. Đầu tiên là tâm chân thành đối với việc gì? Việc xuất gia học Phật của mình. Người xuất gia ngày xưa các tổ nói gì? Là không phải một người bình thường có thể làm được. Trong kinh Đức Phật nói á, dấu ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Nghĩa là sao? Nghĩa là một vị tướng tài ở ngoài xa trường, tức là ngoài gì? Ngoài chiến địa, tung hoành dọc ngang, tay gươm, tay giáo, tay súng, tay côn, vân vân, có thể giết gì? Hàng ngàn ngàn quân giặc. Nhưng mà khi thắng giặc rồi á, vị tướng tài đó tự thắng mình, tự chiến thắng cái bản ngã của mình, tự chiến thắng cái gì? Cái tâm kiêu căng ngã mạn của mình, tự chiến thắng cái tâm dục vọng lấy lừng của mình, tự chiến thắng cái tâm gì? Mong muốn quốc gia, xã tắc đền đáp cái công lao đánh giặc của mình, vân vân và vân vân đó. Đấy mới là điều quan trọng. Chúng ta xem phim, bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta thấy là một vị đại tướng quân nào rất giỏi mà giết chết cả một vị vua, một vị tướng tài phía bên kia, đó là ai? Hán Hàn Tín là một tướng tài. Chính vì ông quá tài, quá giỏi, cho nên cái lòng kiêu căng ngã mạn của ông cũng quá lớn sau khi thắng giặc. Chính vì vậy cho nên đi đến đâu cũng không có người dám sử dụng ông ấy một cách là tuyệt đối. Chính vì vậy ông nhận thấy là người ta không sử dụng mình một cách tuyệt đối, vì vậy mà ông mới khởi tâm cũng muốn tạo phản. Cho nên chúng ta thấy rằng ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc đó, nhưng mà tự thắng mình, thắng bản ngã của mình, thắng chiến công của mình, và thậm chí thắng cái dục vọng của mình là khó vô cùng. Đức Phật nói cái hạng đó, hạng người đó ở thế gian thì rất tốt, cũng tốt, rất tốt. Nhưng mà Đức Phật nói rằng tự thắng mình mới là gì? Là bậc tối thắng. Thắng mình nghĩa là sao? Nghĩa là chiến thắng những bản ngã, những dục vọng, tham, sân, si ở sâu thẳm ở trong gì? Trong tàng thức a lại ra của mình. Chiến thắng những danh vọng, những tiền tài,
của cái lợi lộc vân vân đó xung quanh mình. Mình đối trước nó mà không bị nó làm lay động cái tâm chân thật của mình, đó mới là quý. Cho nên á, ở đây bạn hỏi rằng á, muốn người bạn muốn xuất gia, bây giờ muốn xuất gia thì cần những gì? Cho nên là chúng tôi nói cần đầu tiên là cái tâm chân thành nơi bạn. Bạn phải phát được cái tâm chân thành thứ nhất là phải gì? Là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai mà xuất gia thì mới thành gì? Thì mới thành tựu và mới có cái động lực và mới thành tựu cái sự nghiệp xuất gia của mình. Còn xuất gia, tuy thân xuất gia mà tâm không xuất gia, nghĩa là sao? Thân thì cạo tóc, mặc áo theo hình tướng của đệ tử Phật, mà tâm thì suốt ngày tham lam sân hận, suốt ngày nghĩ ngợi đến những điều tà vọng, xấu xa, tham sân si không trừ, mạn nghi ác kiến không tiêu, dục vọng thì lẫy lừng, ăn thịt uống rượu, nói càn nói quấy, không một tội ác gì là không dám làm. Thì xuất gia như thế, thà rằng ở nhà mình làm một cư sĩ, là một Phật tử, mình tự làm lấy mà ăn. Làm nữ thì mình lập gia đình cho yên bề gia thất, làm chọn cái bổn phận người làm vợ, rồi người làm mẹ. Và chúng ta nếu tiến tới chúng ta mộ Phật thì chúng ta quy Tam Bảo, làm chọn cái trách nhiệm và nghĩa vụ của một người Phật tử tại gia. Nhất tâm tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Đức Phật nói công đức cũng vô lượng. Nếu mà tu theo pháp môn tịnh độ, tín tâm niệm Phật cũng có thể đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn nếu là nam á, lấy vợ sinh con, báo đáp tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, tín kính Tam Bảo, làm các việc lành, thì đó cũng là cái việc tạo phúc. Thậm chí là có thể nếu chúng ta có sức khỏe, có ý chí, có thể là gì? Tham gia nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc, giữ yên bờ cõi cho gì? Cho giang sơn đất nước của chúng ta được thái bình thịnh trị bền lâu, cũng là góp gì? Góp một phần công sức nhỏ bé vào của mình á, vào cái sự nghiệp lớn lao của đất nước, của tổ quốc mình. Công đức cũng vô lượng vậy. Cho nên nếu không vì tâm chân thành mà xuất gia, thì thà rằng ta ở nhà, ta làm tròn cái trách nhiệm, nghĩa vụ của người gì? Người con của bố mẹ, người cháu của ông bà, người chắt của tổ tiên mình ấy. Còn hơn làm tròn trách nhiệm với gì? Với vợ hoặc với chồng của mình, và làm tròn trách nhiệm của mình ấy, với quốc gia, dân tộc, đất nước. Tròn cái trách nhiệm nghĩa vụ của một công dân đối với dân tộc và đất nước ấy, thì còn hơn là xuất gia mà không xác định của mình, không xác định được cái tâm xuất gia chân thành của mình ấy, thì thà rằng ở nhà còn hơn. Còn bạn hỏi trang bị như thế nào cho đủ và đúng nhất? Chỉ cần tâm chân thành và là đủ. Và đúng nhất ấy, là sao? Cần thêm một, ngoài tâm chân thành là đủ đó, thì để đúng nhất ấy, là phải giữ được cái tâm chân thành đó bền lâu, không bao giờ thoái chuyển. Người đã phát nguyện xuất gia theo Phật là đệ tử gì? Của Đức Phật, tức là làm sứ giả của Đức Như Lai, đem chính pháp của Đức Như Lai á, để quảng khai phương tiện rộng độ chúng sinh, mong phá mê khai ngộ, dẫn dắt cho chúng sinh á, từ chỗ ác tà đi về chỗ gì? Thuần tịnh, thuần thiện, khiến cho họ từ cái chỗ gì? Kẻ ngu si nay á, được khai mở trí tuệ, tu hành dần dần đều được giải thoát như chư Bồ Tát, chư Phật á, thì công đức vô lượng. Giữ chọn một cái niềm tin đó, phát lòng chân thành và giữ chọn được cái niềm tin vào lòng chân thành, xuất ra như vậy thì bạn có thể gì? Khi bạn cảm thấy đầy đủ, có thể thưa với cha mẹ và xách ba lô trống không lên mà đi thôi. Vì từ sân Tây vào đây chỉ cần một ba lô trống không thôi, chứ chả cần bạn mang theo tiền tài của cải vàng bạc gì cả. Một cái ba lô trống không thôi là được. Vì từ đó vào đây bạn cái gì? Có thể thay ngay bộ quần áo trắng tinh bằng bộ quần áo nâu sòng đạm bạc,
bắt đầu tập sự ngay cuộc sống của người xuất gia, sống vì mọi người chứ không phải sống vì mình. Người xuất gia chân thành là phải sống vì mọi người chứ không phải sống vì mình. Đức Phật nói người xuất gia chân thành là lấy niềm vui của người là niềm vui của mình, lấy nỗi đau của người là niềm đau của mình. Đó. Ở chùa nào tôi không biết là họ xuất gia như thế nào, mục đích của họ ra sao. Nhưng đến nếu đến với ngôi chùa Khai Nguyên này thì mục đích xuất gia là phải lấy niềm vui của người là niềm vui của mình, lấy niềm vui của tất cả chúng sinh là niềm vui của mình. Tức là sao? Là chúng ta phải sống gì? Cống hiến cho đạo và cho đời. Chúng ta còn một chút sức lực, chúng ta vẫn còn cống hiến, chúng ta vẫn còn có thể gì? Giơ cái tay lên để nhặt một gì? Một cái lá, để cho ngôi chùa nó sạch sẽ, phong quang cho tín đồ Phật tử thập phương họ đến thì đến lễ vãng cảnh chùa, họ lễ Phật, họ thấy là à, cái ngôi chùa này trang nghiêm thanh tịnh thế, và họ khởi được tâm Bồ đề. Đó, chúng ta còn cái sức để gì? Lấy tay nhặt một cái lá, chúng ta cũng không tử nan, liền lấy hết sức mình nhặt một cái lá, khiến cho gì? Một ai đó tới chùa thấy cảnh đẹp phong quang sạch sẽ mát mẻ thanh tịnh, họ phát tâm Bồ đề. Đấy gọi là lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, và lấy nỗi đau của chúng sinh là gì? Là nỗi đau của mình. Người xuất gia chân thành ở ngôi chùa này á, phải lấy nỗi đau của tất cả chúng sinh là nỗi đau của mình. Thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta khởi cái lâm tâm đại bi thương xót để mà tu hành tinh tiến, nguyện mau sớm được thành Phật, thành Bồ Tát, sớm được giải thoát giác ngộ, để có đầy đủ thần lực, có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ công đức, đầy đủ thần thông để cứu vớt chúng sinh khổ đau ấy, sớm thoát khỏi biển khổ. Đó gọi là lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, chứ không được bàng quang trước nỗi đau của chúng sinh, không được cười, không được vui vẻ trên nỗi đau của chúng sinh. Đó. Cho nên bạn làm được như thế thì hãy xách ba lô lên mà đi. Cái ba lô đấy chỉ cần cái ba lô không thôi, tưởng tượng thôi, hay là chỉ cần gì, một bộ quần áo trên thân thể mà bạn đi thôi. Đó. Chứ không cần phải mang cái gì, hành trang của chúng ta bên ngoài không cần, cần cái hành trang đại nguyện ở bên trong. Tức là đại nguyện, tức là cái tâm chân thành và bền lâu đó, ở bên trong đó, không bao giờ lui sụt. Dẫu cho gì, khó khăn đến đâu, dẫu cho khổ sở đến đâu, dẫu cho có thịt nát xương tan, chúng ta cũng gì, cũng hoan hỷ cống hiến gì cho đạo pháp và cho dân tộc. Các vị đừng có nghĩ rằng người xuất gia không làm lợi ích gì cho dân tộc, cho đất nước, cho dòng họ, cho gia đình nhé. Lầm. Đức Phật vì xuất gia tu hành thành Phật, cho nên Ngài không chỉ làm lợi ích cho dân tộc của Ngài, đất nước Ca Tỳ La Vệ của Ngài, mà Ngài còn đem lại lợi ích cho gì? Cho rất rất nhiều những chúng sinh đau khổ ở trên thế giới này được thoát ly sinh tử, làm lợi ích cho rất nhiều những bậc gì, tri thức, những tầng lớp thượng lưu ở trong cuộc đời này, tầng lớp tri thức thượng lưu vân vân đó, thì họ có cái nhìn và cách làm của họ đem lại lợi ích cũng rất lớn lao cho gì, cho thế giới này. Đó. Một ông vua là tầng lớp gì? Thượng lưu. Tin Phật, nghe lời Phật dạy, họ lấy đức hạnh để trị dân, lấy đức độ để trị dân đó, thì dân sẽ an, dân sẽ được an cư lạc nghiệp, nhà nhà sẽ hạnh phúc, người người sẽ hạnh phúc. Đó là gì? Cái phúc của một vị vua, do học hiểu Phật, đem lời dạy của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống đời thường ở trong gì, trong việc cai trị đất nước của mình vậy. Hoặc là một vị nguyên thủ quốc gia, khi hiểu được lời Phật, đem cái tư tưởng từ bi bình đẳng, vị tha vô ngã của Đức Phật vào áp dụng vào trong đời sống chính trị, điều hành đất nước của mình, đem lại cái lợi ích gì cho quốc gia, cho dân tộc mình, thì đó là cái phúc của muôn dân. Có được một vị vua tốt, có được một vị gì, một nhà chức sắc, một nhà chính trị cấp cao tốt vậy,
một nhà nguyên thủ quốc gia tốt vậy đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng người xuất gia là gì? Là bất hiếu. Các bạn đừng có nghĩ rằng xuất gia là bất hiếu, không hầu hạ cha mẹ khi ốm đau, không hương khói tế tự cha mẹ gì khi chết, không ở bên cạnh linh cứu của cha mẹ gì khi chết đó, đó là bất hiếu. Đức Phật nói cái người con bất hiếu nhất ở trên đời này đó chính là người con gì không giúp được cho cha mẹ hiểu thế nào là chính pháp. Còn Đức Phật nói dẫu cho hiếu thảo ở trên cuộc đời này á, vai trái cõng cha, vai phải gác mẹ, cõng vác mẹ. Cha mẹ muốn đi đâu, con liền đem cha mẹ tới đó. Mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, đói thì cho ăn, khát thì cho uống. Ngày ngày giờ giờ tháng tháng năm năm làm cho cha mẹ vui, lúc nào trên miệng cha mẹ cũng nở nụ cười, không để cho cha mẹ buồn dù là chỉ một giây lát. Đức Phật nói so với cái chữ hiếu của thế gian thì đó gọi là người con rất hiếu thảo. Nhưng Đức Phật nói so cái sự hiếu thảo đó với đứa con thì đứa con xuất thế gian, tức là người con mà biết học Phật, biết tu Phật, đặc biệt là biết xuất gia đầu Phật mà tu hành chân chính, cảm hóa được bố mẹ, người thân, biết tín Phật, biết quy Tam Bảo, biết niệm Phật và biết tụng kinh, biết làm thiện, biết phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân. Đặc biệt là khuyên bố mẹ biết tụng kinh niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cha mẹ khi xả bỏ báo thân được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một đời tu hành xuất ly sinh tử, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp khổ đau, thẳng chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề. Thì Đức Phật nói cái đó là những đứa con gì? Đứa con đó là đứa con trí hiếu, tức là gì? Hiếu thảo đến cái nỗi gì? Đến cái mức độ là tột cùng vậy. Không có một cái hiếu nào có thể vượt hơn cái hiếu đó. Giống như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật vì sao mà đặc biệt tán dương khen ngợi công đức vô lượng vô biên của Bồ Tát Địa Tạng? Chính vì Địa Tạng Bồ Tát là đứa con trí hiếu vậy. Tình thương lo tri ân báo ân cha mẹ của Bồ Tát Địa Tạng trên thế gian này chúng ta đều phải gì? Phải nói theo. Học theo cái cách gì? Báo hiếu, cái trí hiếu của Bồ Tát Địa Tạng để mà nói theo, để mà tu tập, nói theo để mà thực hành. Làm được như thế thì dần dần chúng ta sẽ cảm hóa được người thân của xung quanh chúng ta, sẽ cảm hóa được cha mẹ, ông bà họ hàng, cô bác gia đình chúng ta. Họ sẽ dần dần họ sẽ hiểu thế nào là xuất gia có lợi ích gì. Và trước đây có thể họ phỉ báng, trước đây có thể họ không bằng lòng cho con cái cháu chắt họ trong gia đình, trong dòng họ mình xuất gia. Nhưng mà khi chúng ta tu tập được, dần dần chúng ta cảm hóa được đó. Ở trong chùa thì các đệ tử của thầy bây giờ thì chiếm đến 80% cảm hóa được cha mẹ tin Phật và lễ Phật hàng ngày, chiếm được khoảng độ tầm 3-40% cảm hóa cho cha mẹ gì biết ăn chay mỗi tháng ít nhất cũng được vài ngày rồi. Và cảm hóa được khoảng độ 10-15-20% là gì? Cha mẹ phát nguyện ăn chay trường, thờ Phật tại nhà, ăn chay trường tụng kinh niệm Phật. Mặc dù trước đây á, khi đứa con xin đi tu, cha mẹ nhất định phản đối. Cha mẹ nghĩ rằng gì? Đi tu như vậy, cái thứ nhất là làm mang tiếng đến gia đình, là mang tiếng đến dòng họ. Sinh con ra mà không nuôi được con, không dạy được con khôn lớn, mà để cho con gì? Nó phải vào cửa chùa ăn mày rồi ăn mày Phật, sống đỡ qua ngày, nhục lắm. Chẳng có một cái nỗi nhục bằng cái nỗi nhục gì cho con gì đi vào chùa xuất gia ăn mày Phật sống đỡ qua ngày.
Họ nghĩ như thế. Nói chẳng ai mà xa, ngày xưa khi thầy mới xuất gia thì vậy, cha mẹ họ hàng của thầy cũng nghĩ như thế. Thậm chí cả các bác, ông bác, cả tức là anh mẹ của thầy ấy, còn từ mặt mẹ thầy. Cấm không cho bước vào cửa, phải đến gì, đến hơn một năm trời. Cấm em gái mình không cho bước gì, bước qua cửa nhà, vào cửa nhà nhà mình gì? Vì là sợ là nhục lây. Nhục lây làm sao? Tức là cô sinh con ra, cô không dạy được con cô, để cho nó gì? Thất tình lục dục mà đi tu, để cho dân làng khinh bỉ cả cái gì, không chỉ nhà cô mà khinh bỉ cả cái dòng họ này. Tòi ra một cái đứa, đứa con, đứa cháu bất hiếu như thế. Con trai lớn không lấy vợ, con gái lớn không cả chồng. Tức là khoảng 2 năm sau khi thầy đi tu thì em gái út lại xin đi tu nốt. Cho nên ông càng bực nữa, bảo là con trai lớn không lấy vợ, con gái lớn không gả chồng, mà là gì, để cho nó thất tình lục dục, vào cửa chùa để sống đỡ qua ngày. Nhục lắm. Cho nên cấm mẹ thầy gì? Bước chân vào gia đình, vào cửa nhà ông gì? Ông bác. Vậy nhưng mà chúng ta thấy 4-5 năm sau, cái sự tu hành của thầy chưa thành tựu đâu, mới chỉ là khởi sắc một chút, từ chỗ chú tiểu lên gì, thọ đại giới và được đi học đi hành. Đi về mình dùng gì? Dùng giáo lý của Đức Phật, dùng tâm chân thành để cảm hóa. Cho đến bây giờ cả dòng họ nội họ ngoại, ai ai gì cũng kính ngưỡng Phật pháp. Ai ai cũng nói rằng gì? Ai ai bây giờ, ngày xưa thì chỉ trích mẹ của thầy bao nhiêu, thì bây giờ ai ai cũng gì cũng nói là gì? Sinh được đứa con như thế mới đáng sinh. Đấy, đấy. Trong xã hội chúng ta thấy người ta, cái sự nhìn nhận của người đời có thể thay đổi theo năm tháng và theo gì? Theo cái sự tu tập và cảm hóa họ của chúng ta. Cho nên thầy khuyên bạn này, nếu mà thực sự mà có tín tâm với Phật, có duyên với Phật, muốn cống hiến cuộc đời của mình để trên thì báo đáp Phật ân, dưới thì vì hạnh nguyện cứu độ chúng sinh, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, cứ xách ba lô